Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ đây, loanh quanh hơn 400. Và cụ thể chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá 438 triệu. Với cái mức giá này thì bên em hoàn toàn có thể sang tên đổi biển chính chủ cho anh chị nhá. 438 triệu cho chiếc Hyundai Creta bản 1.5 thuộc thế hệ đầu tiên của dòng Hyundai Creta. Sản xuất 2015 và xe này nó mới chạy được có 11 vạn cây thôi, đẹp xuất sắc luôn. Đây cũng là một trong những chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc này. Đó. Xe mang ngoại thất màu nâu ánh đồng, màu nâu ánh đồng, nội thất bên trong là ghế da hai màu. Chiếc xe này cũng đã được chủ xe trang bị màn hình Android Cam 360. Trang bị theo xe có đèn bi, giải LED định vị ban ngày, cảm biến sau. Rồi có điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện. Đây, Cam 360 này. Ghế lái chỉnh điện này. Ghế da nguyên bản theo xe này, đấy, còn rất là đẹp nhé. Vô lăng này, củ số kia, trang bị hệ thống cân bằng điện tử này, đó, lịch thay dầu, hệ thống chỉnh gương điện này, bảo hành cho anh chị máy số keo chỉ nguyên bản luôn nhé. Đây. Cúp sau này còn mới quá luôn này. Tấm nỉ cúp sau này chưa xài xước gì. Đó. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Tay ghế bên phụ này. Đó. Màn hình Gentech. Gương chiếu hậu chống chói. Đây. Đó. Máy số nguyên bản luôn nhé. Anh chị em quan tâm chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với em theo số 0941337888 hoặc 0978607555. Xem xe tại Salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc cơ sở 2, số nhà 01, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.